Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 201. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Quảng Thông. Biên tập Minh Tâm. Thời gian 24 tháng 9 1999. Địa điểm Tịnh Tâm Học Hội, Singapore. Mời mở kinh văn ra. Bài kệ tụng thứ hai, Tam Thập Tam Thiên. Phật thân quảng đại biến thập phương, diệu sắc vô bỉ lợi quần sanh, quang minh chiếu diệu mỹ bất cập, thử đạo phổ xưng năng quán kiến. Bài kệ này bên trong phần chú giải, Đại sư Thanh Lương nói: cổ đức minh thông hữu lục nghĩa. Minh là giải thích, thông là nói bình thường. Cổ đức thường nói giải có sáu ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất, quảng vị tộc pháp giới vị thân cố. Đây là chư Phật Như Lai, pháp thân Bồ Tát. Các ngài xác thực là như vậy. Tất cả chúng sanh chúng ta không phải là như vậy sao? Trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy được một chân tướng sự thật, chính là tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới là một thân. Một tâm, một tánh. Chư Phật Bồ Tát chứng quả gì? Là sự việc này. Ngài chứng đắc viên mãn. Cũng chính là nói, cứu cánh viên mãn của Ngài chứng minh cho chân tướng sự thật này. Phàm phu chúng ta mê, mê cái gì? Chính là mê chân tướng sự thật này. Chư Phật Bồ Tát ngộ, ngộ được chân tướng sự thật này. Bên trong chân tướng sự thật không có mê ngộ. Mê ngộ ở tại người. Cho nên nói mê ngộ không hai. Câu nói này là đi từ chân tướng sự thật mà nói mê ngộ không hai. Trong kinh này Phật dạy bảo chúng ta, chúng ta có được điều này. Có được tin tức này, về sau bản thân chúng ta làm thế nào để chứng thực?
Đây gọi là ngộ nhập. Ngộ được một phần thì nhập được một phần. Đây là sơ trụ Bồ Tát Viên Giáo. Ngộ hai phần thì nhập được hai phần. Đây là nhị trụ Bồ Tát. Thẳng đến tới 41 phẩm vô minh đều đoạn hết. Chính là chứng đắc cứu cánh viên mãn. Chứng đắc chỉ là việc như vậy mà thôi. Đây chính là chân tướng sự thật. Phải luôn ghi nhớ tổng pháp giới làm thân. Chính thật là một thân. Cho nên lòng đại từ đại bi của Phật đối với tất cả chúng sanh trong pháp giới, không có ích kỷ, không có điều kiện. Do nguyên nhân gì? Một thân, một thể. Bình thường chúng ta nói một sanh mệnh thể cộng đồng, câu nói này vẫn còn cách một tầng. Nếu như không có hoài nghi đối với câu nói mà Đức Thế Tôn giảng trong kinh, có thể sanh khởi tín tâm, thì người này có đầy đủ thiện căn lớn. Tu hành sẽ khác đi. Họ tu pháp gì? Nguyên tắc tu hành của họ với pháp thân đại sĩ rất giống nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, trong việc đối nhân xử thế, đi chứng thực, đi cầu chứng, không những ở trong tất cả hữu tình chúng sanh cầu chứng, mà ngay cả trong động vật, thực vật, khoáng vật, hư không pháp giới, tất cả đều dùng tâm để đi cầu chứng. Chứng đắc toàn thể pháp giới là chính mình. Lúc này quý vị đã thật sự thành Phật. Đây không phải là quả vị tương tự Phật, tối thiểu là quả vị phần chứng Phật. Quý vị cũng là pháp thân đại sĩ rồi. Không chấp trước vào tất cả pháp đều có thể buông xả. Buông xả này là buông xả từ trong tâm. Trong tâm buông xuống thì trên sự đương nhiên là buông xuống. Sự có hay không tuyệt đối không có chướng ngại. Sự sự vô ngại. Bản thân mới thật sự tùy duyên, giống như chư Phật Bồ Tát, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, không có chút phân biệt chấp trước, không có tốt xấu. Nếu vẫn còn yêu, vẫn còn ghét thì không được, đây là phàm phu. Thứ hai là biến,
rộng lớn khắp mười phương, toàn biến nhất trần chí thập phương cố. Đại sư lấy ra một ví dụ nói cho chúng ta: nhất trần là một vi trần, một vi trần biến thập phương. Vi trần là chỉ cho y báo. Trên kinh rất nhiều chỗ nói về chánh báo. Chánh báo nói về lỗ chân lông, nói sợi lông. Từng sợi lông trên thân thể chúng ta đều biến khắp mười phương, cho nên tôi cũng thường tiết lộ ra một chút tin tức. Thân này của chúng ta, thân này lớn bao nhiêu? Lớn như hư không pháp giới. Nhưng bây giờ thân này của chúng ta không lớn, rất nhỏ. Vì sao biến nhỏ vậy? Vì tâm lượng ta nhỏ. Phật nói rất đúng: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm ta nghĩ nhỏ, vi trần nhỏ thế này, sợi lông nhỏ thế này thì biến nhỏ rồi. Phật Bồ Tát không có khái niệm lớn nhỏ. Nói cách khác, không coi lớn nhỏ. Thì không có mười phương. Chẳng những không có lớn nhỏ, mà không có đến đi, không có quá khứ, cũng không có vị lai. Cho nên pháp giới gọi là nhất chân. Đó mới là chân tướng sự thật. Tại sao chúng ta có quá khứ, có vị lai? Do tâm biến hiện mà ra. Từ trong phân biệt chấp trước mà ra. Nhưng các vị nên biết, phân biệt chấp trước là vọng niệm, không phải chân tướng sự thật. Vọng thì không thể sanh được chân. Vọng niệm sanh ra hiện tượng vẫn là hư vọng. Làm gì có chân thật để nói? Trừ bỏ đi vọng tưởng chấp trước thì không còn lớn nhỏ nữa. Vi trần bình đẳng với hư không pháp giới, lớn giống nhau. Lúc này quý vị mới có thể hiểu. Trong kinh nói: tu di chứa hạt cải, hạt cải chứa tu di. Quý vị mới biết được sự việc thì ra là như vậy. Nếu quý vị không hiểu chân tướng sự thật, vấn đề này vĩnh viễn là một nghi vấn, vĩnh viễn không giải được, vĩnh viễn không tìm ra đáp án. Hạt cải nhỏ như vậy, giống như hạt mè, làm sao có thể chứa được núi tu di? Ở đây nói nhất trần còn nhỏ hơn cả hạt cải. Biến khắp mười phương. Hay nói cách khác, tất cả pháp đều biến khắp mười phương. Câu nói này thật sự rất khó hiểu. Cổ Đức có một so sánh.
dùng đèn để so sánh. Đèn dù cho nhỏ nhưng nó vẫn tỏa sáng. Ánh sáng này tỏa khắp căn phòng. Chúng ta ở trong căn phòng này thắp lên ngọn đèn. Ngọn đèn này lớn cỡ nào, sáng khắp căn phòng. Ngọn đèn này rất nhỏ. Đặc biệt là ở Trung Quốc, quý vị không nhìn thấy, lúc xưa người ta thắp đèn dầu, ánh sáng của ngọn đèn cỏ đó còn yếu hơn ánh sáng của ngọn đèn sáp. Quý vị chỉ nhìn thấy ánh sáng của đèn như hạt đậu. Việc hình dung đó rất có đạo lý. Thật sự giống như một hạt đậu, nhưng ánh sáng của nó chiếu sáng khắp phòng. Không những chiếu sáng khắp phòng mà còn chiếu sáng khắp pháp giới. Quý vị có thể tin được hay không? Thật sự có thể chiếu sáng khắp pháp giới. Ngày nay chúng ta ngồi máy bay, bay lên bầu trời. Hiện nay độ cao của những máy bay dân dụng đều có thể đạt đến trên 1 vạn mét. 1 vạn là 10 km. Ban đêm, ở phía dưới có một ánh sáng nhỏ của ngọn đèn, chúng ta đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ánh sáng đó tôi nghĩ là ánh sáng của ngọn đèn đường, chính là ánh sáng của vài chục bóng đèn. Ở phía trên chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Quý vị có thể thấy rất rõ ràng, ánh sáng của nó đã chiếu đến rồi. Nếu như ánh sáng của nó không thể chiếu đến, thì quý vị làm sao có thể nhìn thấy rõ được? Từ chỗ này chúng ta suy nghĩ xem, biến khắp hư không, ánh sáng này dùng con mắt thường của chúng ta nhìn thấy được. Các nhà khoa học ngày nay nói với chúng ta, tất cả mọi vật đều có thể phát quang. Trong kinh Phật của chúng ta gọi là phát quang. Họ còn gọi là gì? Gọi là động, là chấn động. Vì sao quý vị nhìn thấy được ánh sáng? Vì ánh sáng có sóng, chấn động cũng có sóng. Vì sao vật thể lại chấn động được? Vì trên căn bản nó chính là tướng động. Trong kinh điển của Pháp Tướng Tông nói cho chúng ta, kinh Hoa Nghiêm cũng là kinh điển của Pháp Tướng Tông. Kinh điển căn bản của Pháp Tướng Tông có 6 bộ. Hoa Nghiêm là một trong 6 bộ đó. 6 bộ kinh, 11 bộ luận. Phật nói cho chúng ta, hiện tượng vật chất làm sao mà có? Một niệm bất giác ngộ mà sanh khởi vô minh. Một niệm bất giác chính là vô minh. Từ vô minh sinh ra tam tế tướng. Trong tam tế tướng có kiến tướng. Kiến tướng chính là chuyển tướng, cảnh giới tướng. Cảnh giới chính là vật chất. Tất cả các vật chất từ đâu mà có? Tướng phần là từ kiến phần mà biến hiện ra. Tự chứng phần là thể. Kiến phần là duyên.
Ở đây hiện ra tướng phần. Tướng phần là vật chất, cho nên vật chất là giả, không phải thật. Các nhà khoa học ngày nay đã phát hiện được, nói rất đúng. Căn bản vật chất không có tồn tại, vật chất chỉ là hiện tượng dao động. Cách nói này tự nhiên phù hợp với Kinh Phật nói. Trên Kinh Phật nói tất cả vạn vật đều là hiện tượng dao động. Vật thể cho dù có nhỏ, hiện tượng dao động của nó cũng có thể đạt đến hư không pháp giới, biến khắp mười phương. Văn tự của người xưa: toàn biến nhất trần, chí thập phương cố. Dùng cách nói ngày nay chúng ta mà nói, nhất trần biến khắp mười phương thì quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Nhất trần như vậy, tất cả trần đều như vậy, tất cả pháp cũng như vậy. Cho nên thân Phật biến rộng khắp mười phương, cái nào mà không phải? Phật Bồ Tát đều biết rất rõ ràng, rất minh bạch, giác ngộ được như vậy. Chúng ta mê hoặc điên đảo, hoàn toàn không biết được chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật lại ở ngay trước mắt chúng ta. Người xưa gọi là bỏ lỡ cơ hội, chính là chúng ta mê. Mê rồi thành bộ dạng như ngày hôm nay. Trong kinh Phật thường hay cảm thán là người đáng thương. Chúng ta chính là loại người đáng thương đó. Không biết một chút gì về chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh. Ý nghĩa này thông thường cũng không giảng giải, giảng ra người ta cũng không hiểu, càng giảng càng mê hồ. Vậy còn giảng nó để làm gì? Đây chính là đoạn văn mà chúng ta nhìn thấy trên bộ kinh này. Cái này không thể không nói. Khi nào mới có thể giảng đến vấn đề này? Cũng giống với việc dạy học ở trong trường, phải để cho học sinh đạt đến trình độ nhất định, quý vị mới nói cho họ. Nói ra mặc dù họ không hiểu, không rõ ràng, nhưng họ vẫn có được một khái niệm mơ hồ, vẫn có thể tiếp nhận, không đến nỗi phản đối. Lúc này mới có thể nói. Cho nên nếu như nói Kinh Hoa Nghiêm với người mới học, dẫn dắt một cách mơ hồ cũng được rồi. Ý thứ ba là diệu. Diệu là sắc tức vô sắc, vô sắc chi sắc cố. Cái này diệu. Phật Pháp thường nói diệu hữu. Thế nào gọi là diệu hữu? Diệu hữu phi hữu. Đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Đây là diệu hữu. Ý nghĩa này ở phía trước chúng ta đã giảng tường tận.
Năng kiến sở kiến, năng văn sở văn, toàn là giả, không có chút gì là thật. Quý vị thật sự hiểu thông suốt rồi, làm sao có thể tạo nghiệp? Người thật sự hiểu thông suốt rồi, không có tạo cũng không có nghiệp. Chư Phật Bồ Tát ở trong mười pháp giới, tùy loại mà hiện thân, tùy căn cơ mà thuyết pháp. Các ngài hiện mà không hiện, không hiện mà là hiện, thuyết mà không thuyết, không thuyết mà thuyết. Các ngài không có tạo cũng không có nghiệp. Đây gọi là đại tự tại, đây gọi là đại viên mãn. Quý vị hỏi, vì sao họ vô tác mà tác, tác mà vô tác? Vì các ngài chưa từng khởi một ý niệm. Các ngài làm gì? Trong tất cả cảnh giới, chưa từng khởi tâm động niệm, chưa từng có phân biệt chấp trước. Quý vị nói họ tạo cái gì? Phàm phu chúng ta không ngừng tạo nghiệp. Vì sao? Vì khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Sự khác biệt giữa Phật và Pháp Thân Đại Sĩ với chúng ta là ở chỗ này. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, có thể hiện sắc, có thể hiện sắc thân, có thể vì chúng sanh thuyết pháp. Điều này thật kỳ lạ. Đây là đạo lý gì? Là cảm ứng. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát đến ứng. Đạo lý này chúng ta cũng rất khó hiểu. Cho nên trong kinh Phật dùng ví dụ để cho chúng ta lãnh hội. Phật dùng ví dụ đánh chuông, đánh trống này. Chúng ta đánh chuông, chúng ta đánh là cảm. Lập tức âm thanh của cái chuông này phát ra là ứng. Chúng ta có tâm đang tạo nghiệp, cái chuông có tạo nghiệp không? Nếu như chuông nói, bạn đến gõ vào tôi, mau chóng phát ra âm thanh, vậy thì nó tạo nghiệp rồi, nó không có tâm mà. Quý vị suy nghĩ kỹ sự việc này, quý vị sẽ khai ngộ. Tự nhiên mà ứng. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Giống như chúng ta gõ chuông, gõ càng mạnh, nó kêu càng to, xếp gian càng lâu. Chúng ta gõ nhẹ, âm thanh của nó sẽ nhỏ đi một chút, thời gian vang ngắn hơn. Sự cảm ứng giữa chúng ta với chư Phật Bồ Tát chính là như thế này. Chúng ta có tâm, họ không có tâm. Có tâm thì tạo nghiệp, không tâm thì không tạo nghiệp. Không tâm cho nên thuyết mà không thuyết, không thuyết mà thuyết. Không có tâm mà thuyết thật kỳ lạ. Nói sao mà hay như vậy? Quý vị phải biết, không có tâm là xứng tánh.
Cho nên những gì Phật đã thuyết hoàn toàn là phản ứng của tự tánh, phản ứng tự nhiên, pháp nhĩ như thị. Đây là chân lý. Phàm là thông qua khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, toàn là hư vọng. Không phải chân lý, là giả lý. Lý luận đó không thể thành lập được. Thỉnh thoảng bị một số người mê hoặc điên đảo tiếp nhận, thế nhưng không lâu lại bị người ta lật đổ. Vì sao? Vì nó không có thật. Thật là từ trong tự tánh hiển lộ ra. Cho nên Phật không có thuyết, Phật chưa từng khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Vấn đề mà chúng sanh hỏi Ngài thì giống như gõ chuông vậy, Phật lập tức liền có phản ứng. Đây là hỏi đến bên trong tự tánh. Người minh tâm kiến tánh, quý vị hỏi đến họ, họ trả lời chính là phản ứng của tự tánh. Đây là diệu. Không có thân, có thể hiện thân, có thể hiện tất cả thân, có thể hiện vô lượng thân. Không những có thể hiện mà có thể đồng thời hiện, có thể đồng xứ hiện. Đây mới gọi là diệu. Hiện đồng thời đồng xứ, những việc này đều ở ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta lấy một ví dụ rất rõ ràng. Có rất nhiều người đến núi Phổ Đà để bái Bồ Tát Quan Âm ở trong động Phạm Âm. Có nhiều người có duyên sẽ thấy Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân đến. Mấy người cùng lúc bái lạy, cùng lúc thấy, hiện cùng lúc. Mọi người lại hỏi, các vị nhìn thấy hình dáng như thế nào? Họ nhìn thấy không giống nhau. Cùng nơi hiện, cùng thời cùng nơi, cái thấy của mỗi chúng sanh không giống nhau. Thế nhưng cùng thời cùng nơi thấy, đây là diệu. Những việc này đều ở trước mắt chúng ta. Trước mắt chúng ta thấy người, thấy việc, thấy vật. Cảm quan của mỗi người thấy được đều không giống nhau. Có người thấy được trong tâm rất hoan hỷ, có người thấy được rất ghét, có người thấy được nhưng không thèm quan tâm. Các vị nghĩ đây là do nguyên nhân gì? Xác thực là ở cùng thời cùng nơi, hiển hiện ra vô lượng vô biên diệu sắc thân. Vì sao có thể hiện? Vì vô sắc hiện sắc. Sắc tức vô sắc.
sắc thanh hương vị xúc pháp. Không có loại nào không như vậy. Sắc tức vô sắc, vô sắc chi sắc. Thanh tức vô thanh, vô thanh chi thanh. Pháp tức vô pháp, vô pháp chi pháp. Nếu như quý vị niệm như vậy, quý vị sẽ hiểu được. Những chân tướng sự thật ở trước mắt, nếu quý vị niệm nhiều rồi thì sẽ niệm thông, quý vị sẽ hiểu. Sau khi hiểu, tâm sẽ thanh tịnh. Vì sao? Vì không còn vọng tưởng. Chỉ có lúc chưa hiểu, quý vị mới còn vọng tưởng. Người đã hiểu thì làm gì có vọng tưởng. Không có vọng tưởng, tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh chính là bản tánh chân như, chính là chân tâm. Tâm bình đẳng hiện tiền. Chúng ta nói chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chân tâm viên mãn đầy đủ. Đây mới thật sự hiện tiền. Trong Thiền Tông nói, minh tâm kiến tánh chính là việc này. Trong Giáo Môn nói là đại khai viên giải cũng là việc này. Người niệm Phật chúng ta nói nhất tâm bất loạn vẫn là việc này. Nói với quý vị, ở trong cái cảnh giới này, chẳng những là không còn những bệnh tật tai nạn, trong Bạch Y Thần Chú nói nhất thiết tai ương quá di trần, không còn gì nữa, ngay cả sanh tử luân hồi đều liễu bất khả đắc. Không những sanh tử luân hồi liễu bất khả đắc, mà chư Phật Bồ Tát, tất cả chúng sanh cũng liễu bất khả đắc. Vì sao vậy? Vì đã vĩnh ly phân biệt chấp trước. Như vậy mới gọi chân diệu. Ý nghĩa thứ tư là vô tỷ, diệu sắc vô tỷ. Vô tỷ, Đại sư Thanh Lương nói, thắng, thù thắng. Tất cả các pháp không thể sánh bằng. Đây mới gọi là lợi ích thật sự cho tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh vì vậy mà được độ. Tất cả chúng sanh vì vậy mà minh tâm kiến tánh. Chứng đắc cứu cánh viên mãn. Đây thật sự là thù thắng không gì sánh bằng.
người thế gian không biết. Chẳng những chúng sanh lục đạo không biết, mà thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật trong tứ thánh pháp giới cũng là nghe nói mà thôi, chỉ là mơ hồ, họ cũng không hiểu rõ. Vì sao không hiểu rõ? Vì không phải cảnh giới của họ, họ không thể nhìn thấy. Vì sao không nhìn thấy? Vì họ chưa phá được vô minh, chưa đoạn hết trần sa phiền não. Cũng chính là nói, cái ý niệm phân biệt đó, mặc dù không có ý niệm chấp trước, nhưng ý niệm phân biệt vẫn còn. Cái thô không còn, nhưng cái vi tế vẫn còn. Đây là chướng ngại. Phân biệt cực kỳ vi tế đều không còn nữa, thì vô minh cũng phá được rồi. Đây là Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ là gì? Chứng được thân biến rộng khắp mười phương, tâm xác thật là tâm bào thái hư, lượng châu xa giới, thật sự một chút cũng không giả. Thân tâm của chính mình dung hợp với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, giống như ánh sáng của ngọn đèn chiếu qua chiếu lại. Nó vốn là như vậy, chỉ là do bây giờ chúng ta chưa hiểu rõ. Người học Phật chúng ta ngày nay, ánh sáng Phật chiếu khắp, nhưng chúng ta không được. Quý vị nghĩ chúng ta nên làm thế nào? Làm thế nào để nhập vào cảnh giới của Phật? Thừa nhận ánh sáng Phật chiếu khắp bản thân chúng ta thì không được. Một ngày nào đó đã hoắc nhiên đại ngộ, Phật như vậy, chúng ta cũng như vậy. Chúng ta không khác với Phật, quý vị sẽ nhập vào cảnh giới của Phật. Nhập vào cảnh giới của Phật cũng là hiển bày chân tướng. Đây là thù thắng chân thật, thù thắng không gì bằng. Ý nghĩa thứ năm là ích, lợi ích, lợi quần sanh, lợi vật vô nhàn cố. Lợi ích này chính là vô lượng vô biên. Tất cả chư Phật Như Lai nói cho chúng ta lợi ích đó, nói trong vô lượng kiếp cũng không hết. Lợi ích chân thật, chúng ta học Phật tu hành, không ngoài việc phải đạt được cảnh giới này. Trong kinh mỗi câu mỗi chữ mà Phật nói là về sự việc của bản thân chúng ta. Chúng ta thật sự nói mê quá sâu, mê đến đáng thương. Mặc dù học Phật nhưng vẫn cứ mê hoặc điên đảo.
Cho nên tôi thường nói, tụng kinh nghe pháp quan trọng hơn hết. Thù thắng không gì bằng, lợi ích vô bờ bến. Chỉ có những người thiện căn phước đức sâu dày, họ nghe hiểu, họ minh bạch, họ biến việc này thành một việc lớn trong một đời của họ để làm. Những cái còn lại là việc nhỏ, không cần thiết phải bàn đến. Danh văn lợi dưỡng, tài phú, địa vị, quyền lực của thế gian đều là việc nhỏ, không thể so sánh với cái này. Đây là việc lớn, ở thế gian làm những việc này nhất định không vượt ra được cái vòng của luân hồi. Cái vòng luân hồi không lớn, trong kinh Phật ví dụ nói tâm tánh của chúng ta giống như biển lớn. Luân hồi là gì? Là bọt nước trong biển lớn. Tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi, tuyệt đối không ra khỏi phạm vi của bọt nước đó. Không gian sinh hoạt của họ cũng chỉ có một chút đó thôi. Lợi ích công đức thù thắng này giúp cho quý vị phá vỡ bọt nước đó. Quý vị hoàn toàn đạt được đó là biển lớn. Thì làm sao có thể sánh bằng? Chúng ta hiểu được đạo lý này mới biết được không thể không đọc kinh, không thể không giảng kinh. Người học Phật thật sự không thể vì người khác mà nói, thì họ nhất định không thể thành tựu. Đặc biệt là ngày nay chúng ta phát tâm muốn duy trì huệ mạng của Phật. Muốn sáng tỏ lời di giáo. Phát nguyện giới thiệu giáo lý của Phật đến quảng đại quần chúng, tiến cử cho tất cả chúng sanh. Nếu như quý vị không phát tâm vì người mà nói thì làm sao được? Muốn phát tâm vì người mà nói, bản thân đầu tiên nhất định phải thọ trì đọc tụng. Chúng ta có thật sự thọ trì hay không? Thọ trì không phải mỗi ngày đọc một đoạn của kinh này, đọc một hai giờ đồng hồ, đó không phải là thọ trì, đó là đọc tụng. Ý nghĩa của hai chữ thọ trì này bây giờ nói chính là đưa vào thực tiễn, áp dụng trong cuộc sống.
áp dụng vào trong công việc của chúng ta, áp dụng trong việc đối nhân xử thế. Đó gọi là thọ trì, nhất là trì vĩnh viễn không mất đi. Đây là quý vị thật sự đã được thọ dụng, quý vị thật sự sống đời sống của Phật Bồ Tát. Ngày nay chúng ta không cách nào mà hình dung, miễn cưỡng mà nói quý vị sống trong đời sống trí tuệ cao độ, cuộc sống giác ngộ cứu cánh viên mãn. Khác với phàm phu lục đạo, cũng khác với tứ thánh pháp giới. Trong một đời này của chúng ta có khế nhập được cảnh giới này hay không? Đáp án là khẳng định, nhất định có thể. Vấn đề là ở chỗ chúng ta có chăm chỉ học tập hay không. Nếu như các vị chăm chỉ học tập, nhất định sẽ làm được. Phật thị môn trung, hữu cầu tức ứng. Phần cuối cùng kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử, 53 vị thiện hữu làm gương để cho chúng ta thấy. Đó chính là nói cho chúng ta, trong một đời này chúng ta có thể viên mãn thành Phật. Nếu quý vị làm được, trước mắt đã thoát ly khỏi khổ hải rồi. Khổ hải là gì? Là mê hoặc điên đảo, tạo nghiệp là khổ hải. Sau khi hiểu rõ, trước mắt sẽ không mê hoặc nữa. Cho nên học Phật, vừa mới nhập vào Phật môn, trước tiên phải thọ tam quy, chính là nói cho chúng ta biết tổng cương lĩnh tu học của Phật Bồ Tát. Bất luận là tu học pháp môn nào, nhất định không thể đi trái với cương lĩnh này. Chẳng những không thể trái ngược, mà phải dùng phương pháp tu học của quý vị để hoàn thành cương lĩnh này. Ba cương lĩnh này là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Quý vị sẽ sống cuộc sống đại tự tại. Quý vị sẽ được một đời người viên mãn. Cho nên cái lợi ích này, nhân gian cõi trời không cách nào sánh bằng. Điều sau cùng là quang. Đây là nói tác dụng. Ý nghĩa thứ sáu là tác dụng, quang phá ám cố. Quang minh chiếu diệu mỹ bất cập. Đây là hiển lộ tự tánh bát nhã. Tự tánh bát nhã ở chỗ nào? Trong kinh Lăng Nghiêm nói, cửa lục căn phóng quang động địa.
Bây giờ lục căn của chúng ta là gì? Lục căn khởi tác dụng là lục thức. Lục thức đang khởi tác dụng. Pháp Tướng Tông dạy con người chuyển thức thành trí. Ý nghĩa này chính là nói, thế nào gọi là tu hành? Làm sao dụng công? Chuyển bát thức thành tứ trí. Đây mới là người tu hành chân chánh, thật sự biết dụng công. Chuyển năm thức trước thành sở tác trí. Chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Chuyển thức thứ tám thành đại viên cảnh trí. Cho nên Tổ sư Đại Đức thường nói, học Phật phải làm được một sự chuyển biến lớn, chính là chỉ cho sự việc này. Từ đâu mà chuyển, nhất định phải biết điều này. Pháp Tướng Tông nói rất hay, thức thứ sáu, thức thứ bảy chuyển từ nhân, thức thứ năm, thức thứ tám chuyển từ quả. Quả, chúng ta nếu vẫn chưa chứng quả, làm sao có thể chuyển được? Chúng ta phải ở trong nhân. Nhân chỉ có hai là thức thứ sáu, thức thứ bảy. Thức thứ sáu là phân biệt, thức thứ bảy là chấp trước. Chúng ta hiểu được ý nghĩa này thì sẽ biết được làm sao mà chuyển. Lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần bên ngoài không phân biệt thì sẽ chuyển được thức thứ sáu. Không phân biệt không phải là nhìn không thấy. Vẫn nhìn thấy rõ ràng. Quý vị mở con mắt ra, nhưng không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, con mắt của quý vị có khởi tác dụng hay không? Vẫn có thể khởi tác dụng. Sự quan sát đó gọi là diệu quan sát. Có thể thấy trong sự quan sát của quý vị, một khi có phân biệt thì không phải diệu. Quý vị đã nhìn sai chân tướng sự thật, đã nhìn nhầm rồi. Làm sao để chuyển được thức thứ bảy? Thức thứ bảy là chấp trước. Chỉ cần ta không chấp trước bất cứ cái gì thì sẽ chuyển được thức thứ bảy. Thức thứ bảy chuyển thành bình đẳng tánh trí, chính là bình đẳng của tự tánh. Thức thứ sáu chuyển thành diệu quan của tự tánh. Chư Phật Bồ Tát dùng quán. Quý vị ngày ngày đọc Tâm Kinh. Tâm Kinh nói về Bồ Tát Quán Thế Âm, quán tự tại. Quý vị dùng diệu quán thì quý vị tự tại, chẳng có gì không tự tại. Diệu quán là gì? Lìa tất cả phân biệt. Bình đẳng là gì? Lìa tất cả chấp trước sẽ bình đẳng. Có chấp trước nhất định không bình đẳng. Không bình đẳng sẽ
sẽ chiêu cảm đến rất nhiều tai nạn. Trong kinh Phật nói, chúng ta phải tư duy thật tỉ mỉ. Phật nói ra tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, tổng đạo lý này cho chúng ta. Hiện tượng của tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới từ đâu mà có? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Lại nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm sanh ra. Tất cả pháp này, tất cả pháp trong 10 pháp giới, không phải là trong nhất chân pháp giới. Trong nhất chân pháp giới mọi người đều không có tưởng, không có tâm cũng không có tưởng. Vì sao? Vì hoàn toàn chuyển tâm tưởng thành trí tuệ. Hoàn toàn đã quay về với tự tánh. Trong tự tánh không có vọng tưởng. Trí tuệ đức năng vốn có tự nhiên mà hiển lộ. Cho nên tịnh độ của chư Phật gọi là pháp tánh độ. Cảnh giới y báo trong 10 pháp giới không phải pháp tánh, do thức biến, gọi là pháp tướng độ, không phải là pháp tánh. Pháp tướng sẽ biến theo hình thức của ta, pháp tánh không biến. Cho nên pháp tánh độ gọi là nhất chân. Pháp tướng độ có biến hóa, mặc dù biến hóa, nhưng cái biến hóa này không phải chân thật. Biến hóa là giả. Cho nên chư Phật Bồ Tát ở cùng với chúng ta. Chúng ta gặp tai nạn các ngài không gặp. Vì sao ở cùng với nhau mà các ngài không gặp? Vì các ngài trú trong nhất chân pháp giới, còn chúng ta trú trong 10 pháp giới. 10 pháp giới dung hòa với nhất chân pháp giới. Đây gọi là phàm thánh không có một chút cách rời. Phàm và thánh có khoảng cách hay không? Không có khoảng cách. Pháp tánh độ với pháp tướng độ có khoảng cách hay không? Không có khoảng cách. Giống như ánh sáng chiếu qua chiếu lại, dung hợp cùng với nhau. Chỉ là phàm phu không có năng lực để phân biệt. Phật Bồ Tát rất rõ ràng, rất minh bạch. Một chút cũng không mê. Chúng ta biết học, phải học từ chỗ này. Học ở chỗ này thật sự được thọ dụng. Thù thắng của thọ dụng không thể nghĩ bàn. Thọ dụng không gì sánh bằng. Chúng ta không biết mà đi cầu, thật là đáng tiếc. Không có duyên, không gặp được, có thể tha thứ được. Do quý vị không có phúc phần này,
ngày nay chúng ta có duyên gặp được. Nhưng không được thọ dụng là do chúng ta không chăm chỉ, không chịu học tập tốt. Không thể trách người khác. Cho nên nhất định phải làm cho được sự chuyển biến. Người độn căn thì tu từ sự, tu từ cành lá, đoạn ác tu thiện. Đời sau không bị đọa tam độ, được phước báo của trời người. Đó là người độn căn, người hạ căn. Người lợi căn không chuyển ở điểm này. Người lợi căn chuyển mê thành ngộ. Trong việc chuyển ác thành thiện không bao gồm chuyển mê thành ngộ. Nhưng trong việc chuyển mê thành ngộ có bao gồm chuyển ác thành thiện. Gọi là cái ở sau thắng cái ở trước. Chúng ta phải ở trong phá mê khai ngộ mà hạ công phu. Đây là lợi ích chân thật. Nếu như các vị có thể từ chỗ này lĩnh hội được, quý vị mới thật sự hiểu được bên trong hạnh nguyện phẩm. Nói lợi ích của việc cúng dường. Phật nói cho chúng ta, bố thí thất bảo đại thiên thế giới, đều không lớn bằng lợi ích công đức của người nói bốn câu kệ. Ai tin được? Không có người nào tin. Chư Phật Bồ Tát tin. Bố thí thất bảo đại thiên thế giới chỉ có thể làm lợi ích cho sinh mạng chúng sanh. Chỉ có thể cứu trong một đời. Đời sau phải làm thế nào? Cho nên lợi ích nhỏ. Khai thị của bốn câu kệ, chúng sanh thật sự đã nghe hiểu, ngộ nhập rồi. Lợi ích vô lượng vô biên, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vĩnh viễn đoạn sanh tử. Lợi ích này rất lớn. Nhãn quan của người thế tục có tầm nhìn ngắn, chỉ lo cái trước mắt, chỉ lo một đời này, thậm chí chỉ lo trong hiện tại.
những đạo lý chân tướng sự thật này, Phật nói cho chúng ta rất rõ, rất minh bạch. Chúng ta phải nên hiểu, nghe rồi phải hiểu, phải có thể lĩnh hội được. Thật sự lĩnh hội được, làm sao mà không phát tâm? Không có đạo lý này. Sức mạnh gì muốn làm chướng ngại quý vị, ngăn cản quý vị đều không ngăn cản được. Làm gì có chuyện thoái chuyển? Ngày nay chúng ta thoái chuyển, chúng ta không có biện pháp để tinh tấn, không có được tinh thần. Suy cho cùng, nguyên nhân của nó vẫn không hiểu được. Mặc dù ngày ngày nghe kinh, tụng kinh nhưng không hiểu. Hiểu được một chút, giống như sợi lông trên da, vẫn chưa thật sự hiểu. Nếu như thật sự hiểu rồi, thì sự hành trì của quý vị sẽ khác, thái độ tu học của quý vị sẽ khác. Dung mạo của quý vị với thể chất đều có sự biến đổi. Chỉ cần quan sát kỹ lưỡng thì sẽ thấy ngay. Vì sao? Vì tướng tùy tâm chuyển. Lúc trước tâm của quý vị bị mê hoặc, bây giờ tâm của quý vị giác ngộ rồi. Dung bạo của giác ngộ khác với dung bạo của mê hoặc. Thể chất của giác ngộ cũng khác với thể chất của mê hoặc. Cho nên vừa giác ngộ, cảnh tùy tâm chuyển. Khi mê hoặc, thực sự nói vẫn là cảnh do tâm chuyển. Nhưng bản thân giống cái gì? Giống như là tâm bị cảnh chuyển. Khi mê chính là hiện tượng này, kỳ thực vẫn là cảnh tùy tâm chuyển. Chỉ là do quý vị hoàn toàn không thể phát giác ra được. Niệm niệm đều chạy theo duyên. Quý vị muốn chuyển, chuyển không được. Muốn tướng mạo tốt, không tốt được. Muốn thân thể tốt, tốt không được. Luôn có nhiều vấn đề. Mọi người đều tìm bác sĩ, không biết Phật là Đại Y Vương, không biết tìm đến vị bác sĩ này. Đi tìm vị bác sĩ kém chất lượng, thì bệnh quý vị làm sao trị khỏi được? Không tìm Đại Y Vương, không tìm Vô Thượng Y Vương, thì không còn cách nào. Tại sao họ không đi tìm? Do không nhận thức được. Nhận thức được rồi thì sẽ không tìm vị bác sĩ thế gian, tìm đến Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đều là Y Vương. Chúng ta phải hiểu điều này. Quang minh chiếu diệu, mỹ bất cập. Lời này là lời nói thật. Lời thật. Hư không pháp giới, quá khứ vị lai,
không có gì không đạt được. Chúng ta nói đạt được, đạt không được vẫn là ở vọng tưởng phân biệt. Sự thật là một thể. Làm gì có cập với bất cập? Nói mỹ bất cập đều là lời nói phương tiện của Thế Tôn. Câu thứ nhất là lời nói chân thật. Thân và biến rộng khắp mười phương, đây là lời nói chân thật. Nếu đã biến khắp mười phương thì còn gì có cập với bất cập nữa? Thử đạo. Đạo lý này Phổ Xưng Thiên Dương nhìn thấy được. Việc thấy được này chính là kiến tánh. Thấy được thân biến rộng khắp mười phương, đây là pháp thân. Thấy được pháp thân, người đó đã thành Phật rồi. Pháp thân mới là bản thể của vũ trụ vạn hữu, mới là chính mình. Thiền tông gọi là bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sanh ra. Do đây có thể biết Phổ Xưng Thiên Dương không phải phàm phu. Cõi trời thứ 33 là tầng trời thứ hai của dục giới, không cao. Vị Thiên Dương này là do chư Phật Như Lai thị hiện. Đây là nói trên sự. Nếu như nói từ chân lý, tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới đều do chư Phật Như Lai hóa hiện ra. Đây là nói từ chân lý. Về lý, vì sao mà nói như vậy? Vì lý là tâm tánh. Duy tâm sở hiện. Tâm là Phật. Do tâm tánh biến hiện, đó không gọi là Phật thì gọi là gì? Cho nên tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới đều là Phật. Là Phật thật chứ không phải Phật giả. Bản thân chúng ta cũng là Phật. Đây chính là điều Phật nói trong kinh: tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật thật. Bây giờ chúng ta là Phật mê hoặc điên đảo. Chư Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng ta phá mê khai ngộ. Những ai là chư Phật Bồ Tát? Ngoài cá nhân tôi ra thì đều là chư Phật Bồ Tát. Nếu quý vị hiểu được đạo lý này, có thể quán được như vậy,
thì sự tu học của quý vị sẽ nhanh, chướng ngại không còn nữa. Vì sao phàm phu tu hành phải cần trải qua vô lượng kiếp, phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp? Chính là do không hiểu được chân tướng sự thật này. Ở chân tướng sự thật này sanh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi, Phật A Di Đà thành Phật rồi, Dược Sư Như Lai thành Phật rồi, các vị đều là chúng sanh. Phân biệt chấp trước như vậy, cho nên mới cần phải trải qua vô lượng kiếp. Chúng ta lại hỏi, vì sao nhất định phải trải qua vô lượng kiếp? Không ngoài cái khác, quân tập trong vô lượng kiếp cũng chính là do thời gian nghe kinh thuyết pháp của quý vị không đủ. Quý vị vẫn chưa nghe hiểu, vẫn không chịu buông bỏ. Đời đời kiếp kiếp trong vô lượng kiếp đang học đang nghe. Nghe được có ấn tượng sâu rồi, hoắc nhiên giác ngộ, cảnh giới lập tức chuyển biến. Quý vị nghĩ xem có phải không? Cho nên chư Phật Bồ Tát thị hiện, có vị nào mà không thị hiện ngày ngày giảng kinh thuyết pháp đâu? Vì sao phải làm như vậy? Vì quân tập thời gian dài mới sinh ra hiệu quả. Nếu không quân tập thời gian dài thì không được. Phiền não tập khí nghiệp chướng quá nặng. Do đó có thể biết, người thật sự chịu phát tâm ra giảng kinh thì giác ngộ rất nhanh. Vì sao vậy? Vì họ ngày ngày đều quân tập, mỗi ngày đều giảng, mỗi ngày đều tập lại lời giáo huấn của Phật. Thời gian giảng dài, giảng lâu rồi, tự nhiên họ sẽ ngộ nhập được cảnh giới này. Việc ngộ và nhập này không phải miễn cưỡng. Miễn cưỡng là dùng vọng tâm. Vọng tâm làm sao có thể chứng được chân pháp giới? Chỉ có chân tâm mới có thể khế nhập được chân pháp giới. Thế nào là chân tâm? Là nhất tâm. Có một ý niệm chính là nhị tâm. Thế nào là chân pháp giới? Là nhất chân pháp giới. Nhất mới có thể được nhất, nhị không thể được nhất. Cho nên quý vị dùng nhất tâm. Thế nào gọi là nhất tâm? Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, chính là nhất tâm. Chỉ cần vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho dù có ít đi chăng nữa, vẫn còn một chút cũng không được, cũng không nhập được cảnh giới của Phật. Một chút đều không được có. Quý vị mới có thể khế nhập cảnh giới. Thế nhưng việc này rất khó. Không sai,
là khó. Khó nhưng quý vị phải chịu làm, khắc phục khó khăn. Làm sao khắc phục? Trước tiên giảm bớt vọng tưởng, chấp trước, tuyệt đối không để cho nó tăng thêm. Ngay cả Lão Tử cũng nói trong Đạo Đức Kinh, dị đạo nhật tổn. Tổn là gì? Là giảm xuống, buông bỏ. Ngày ngày buông bỏ. Mỗi ngày đều làm việc này. Như vậy quý vị sẽ có ngày đại triệt đại ngộ. Quý vị sẽ có ngày khế nhập vào cảnh giới của Phật. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta giảng đến đây.